Khởi My, Kevin Khánh tiếp tục lầy lội hưởng tuần trăng mật ở Thái. Cặp vợ chồng son quyết định chọn Thái Lan là điểm đến tiếp theo trong kỳ hưởng tuần trăng mật của mình. Sau đám cưới được một tuần, vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh đã nhanh chóng cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Theo đó, cả hai đã sang Maldives, thiên đường ngọt ngào để bắt đầu kỳ nghỉ hạnh phúc. Trước đó, Khởi My chia sẻ cả hai chỉ đi phượt trong nước, nhưng không ngờ họ lại chịu chi mạnh tay cho chuyến đi này. Dù cho đi đến đâu, cặp đôi này vẫn luôn quậy như thế này. Cũng trong chuyến đi này, Khởi My làm mọi người bất ngờ khi khoe ảnh mình diện bikini. Từ trước đến nay, cô đều kín đáo trong tất cả các trang phục. Sau khi trở về từ chuyến Maldives, cặp đôi này không vội vã trở lại sân khấu, mà cả hai lại tiếp tục di chuyển sang Thái Lan để tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Hai vợ chồng vừa chia sẻ ảnh mình thưởng thức các món ăn đặc sản tại đất nước chùa vàng. Kevin Khánh và bà xã nhanh chóng đáp máy bay sang nước ngoài để tiếp tục nghỉ dưỡng. Cả hai dành thời gian để thưởng thức các món ăn đặc trưng ở Thái Lan. Khởi My lại tiếp tục dịp hàng ông xã bằng hình ảnh đôi môi bị sưng của Kevin Khánh sau khi ăn các món có vị cay. Khởi My còn hào hứng thưởng thức trà sữa Thái. Lộ ảnh cưới Khánh Thi, Phan Hiển, nhưng tất cả chỉ chú ý đến cặp phù dâu, phù rể Chibu và Gil Lê. Mời ngay cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt làm phù dâu phù rể, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển hối hận không kịp. Mới đây, fanpage của cặp đôi Chibu và Gil Lê bất ngờ chia sẻ loạt hình được cho là ảnh cưới của vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển. Đặc biệt, Chibu và Gil Lê cũng góp mặt trong bộ ảnh với vai trò là phù dâu phù rể. Dù đã đăng ký kết hôn và có bé Kobe, nhưng Phan Hiển và Khánh Thi chưa hề tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Chính vì thế, bộ ảnh cưới này càng làm các fan hâm mộ thêm vui mừng thay cho cả hai. Sự có mặt của Chibu và Gil Lê cũng làm cho bộ ảnh thêm phần đặc biệt. Rể phụ thế nào lại xuất sắc hơn cả chú rể thế này? Phù dâu Chibu cũng xinh đẹp không kém nhân vật chính Khánh Di. Thậm chí nhiều người còn trêu đùa rằng mới xem qua cứ tưởng ảnh cưới của Chibu và Gil Lê. Không rõ đây có phải ảnh cưới thật của Khánh Thi và Phan Hiển hay không, hay chỉ là một dự án quảng cáo, tuy nhiên hình ảnh lung linh như vậy các fan ai cũng mong là thật. Phước Sang, anh Phương vừa tự tay cho con bú, vừa từ chối show diễn của tôi vì con bệnh. Ông bầu Phước Sang cho rằng dư luận không nên đẩy câu chuyện Lê Giang và Duy Phương đi quá xa, khiến cuộc sống của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Scandal ồn ào giữa Lê Giang và Duy Phương vẫn đang là đề tài bàn tán của công chúng. Dư luận chia thành hai phe đối kháng không ngừng tranh cãi về câu chuyện này. Trong đó, có khá nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng. Cách đây ít giờ, ông bầu Phước Sang, ân nhân cứu vớt cuộc đời Lê Giang hai lần trong giông bão và cũng là người đồng nghiệp thân thiết của Duy Phương, bày tỏ quan điểm bản thân xoay quanh vụ ồn ào này. Phước Sang cho biết, dư luận không nên bàn tán quá nhiều về câu chuyện trong quá khứ này. Không nên nói ai đúng ai sai, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, hãy để câu chuyện khép lại để không làm tổn thương đến các con. Bên cạnh đó, Phước Sang cũng chia sẻ thêm về những khó khăn mà Duy Phương phải chịu đựng trong quá khứ khi phải một mình xoay sở cảnh gà trống nuôi con. Khi tôi đến nhà, anh Phương vừa tự tay cho con bú, vừa từ chối show diễn của tôi. Anh bảo đi diễn có tiền mà sao không ham, nhưng con bệnh ở nhà không có ai lo. Sau có mệnh hệ gì chắc không sống nổi. Biết anh thức trắng ba đêm nên tôi nói hãy để người giúp việc chăm hộ. Thế nhưng anh vẫn chỉ từ chối vì không ai lo bằng anh. Sau này mỗi khi gặp Duy Phước, tôi đều kể cho cháu nghe về việc này. Những chia sẻ của Phước Sang phần nào mở ra một cái nhìn mới cho công chúng trong câu chuyện danh hài Duy Phương là người như thế nào giữa tâm bão đang bủ vây lấy nam danh hài. Lộ diện người tình 2 năm chưa từng công khai của Kim Lý nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà. Người mẫu Kiko Chen lần đầu tiết lộ cô từng là người yêu của diễn viên Kim Lý trong 2 năm.
Người mẫu Kiko Chen tên thật là Trần Thị Thu Trang, xuất thân là một tiếp viên hàng không, sở hữu số đo 3 vòng 95, 59, 92, cùng chiều cao đáng mơ ước 1m71. Kiko Chen là một trong những gương mặt người mẫu đắt show chụp hình. Sau danh hiệu tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á do 50 tạp chí trực tuyến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bầu chọn, mới đây, cô cũng vinh dự lọt vào top 5 nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng có sức ảnh hưởng khu vực châu Á năm 2017 do trang SMR của Indonesia công bố. Trong cuộc trò chuyện với dân trí gần đây, người mẫu Kiko Chen lần đầu tiết lộ cô từng là người yêu của diễn viên Kim Lý trong 2 năm, nhưng chưa một lần công khai khiến không ít người ngỡ ngàng. Theo đó, Kiko Chen chia sẻ, khoảng thời gian mà Kim Lý theo đuổi cô là sau khi chia tay nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Lúc đấy, Kiko Chen cũng không quan tâm về quá khứ của người yêu mình vì tôi sợ sẽ làm mất đi những khoảng thời gian đẹp của nhau. Kiko Chen và Kim Lý quen nhau qua những người bạn thân. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ năm 2015 và đồng ý với nhau sẽ không công khai, quen nhau trong âm thầm. Thời điểm đó, Kiko Chen đang là tiếp viên hàng không nên chuyện công khai hay không cũng không quan trọng. Thời gian sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh, Kim Lý luôn khẳng định anh độc thân, là người yêu của năm người mẫu lúc đó. Kiko Chen cho biết cô cũng cảm thấy tủi thân vì quen nhau, yêu nhau, nhưng khi được hỏi thì Kim Lý lại trả lời đang độc thân. Nhưng vì tôi tôn trọng công việc của anh nên tôi chấp nhận. Còn sau khi chúng tôi chia tay thì ai nấy cũng đều tập trung vào công việc của mình chứ không đặt nặng vấn đề, người đẹp nói. Kim Lý là một người rất dễ thương và là một người luôn yêu thương gia đình mình. Tuy nhiên khi cô bị mất điện thoại và lộ tin nhắn, hai người đã có một cuộc khẩu chiến nảy lửa, dẫn đến việc im lặng và cả hai cùng kết thúc mối quan hệ. Anh cho rằng, tôi là người cố tình tung tin nhắn và hình ảnh ra ngoài, tôi cảm thấy thất vọng về anh. Bởi sau sự việc này, cuộc sống của tôi cũng đảo lộn hoàn toàn, Kiko Chen nói về lý do chia tay. Tình cũ của Kim Lý cũng tiết lộ thêm, sau vụ lộ tin nhắn đó, anh nói tôi rất nặng lời, nhưng anh cũng không biết rằng tôi cũng bị ảnh hưởng không tốt đến công việc, không chỉ riêng anh. Lúc đó tôi cũng bị stress và đây cũng chính là một trong những lý do khiến tôi nghỉ bay dưới sức ép từ ban lãnh đạo giám đốc nơi tôi làm việc. Anh Kim Lý không hề biết điều này, anh còn cho rằng tôi cố tình để gây chú ý. Tuy nhiên cô không giải thích vì Kim Lý đã nghĩ như vậy, cô cũng không có gì để nói với anh. Kiko Chen chia sẻ cô từng tủi thân trong thời gian quen nhau, nhưng người yêu chia sẻ đang độc thân, nhưng cô vẫn gửi lời chúc mừng hạnh phúc của anh và Hồ Ngọc Hà ở hiện tại. Bên cạnh đó, trước việc Kim Lý công khai những cử chỉ và lời nói ngọt ngào với Hồ Ngọc Hà trên cả mạng xã hội, không ngại thể hiện và chứng minh tình cảm, Kiko Chen thẳng thắn cho rằng so với chuyện cũ của cô thì không được công bằng cho lắm. Nhưng người đẹp lại thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà rất hợp nhau cả về ngoại hình lẫn tâm hồn bởi vì họ rất nghệ sĩ. Cô không nghĩ rằng mình sẽ ích kỷ và tôi mong rằng mối quan hệ của cả hai sẽ bền lâu. Tôi thấy rất vui khi anh ấy có được người mình yêu thật sự. Khi tôi đọc báo, tôi thấy tình cảm của họ xuất phát từ trái tim và tôi thấy anh cũng muốn có được một tình cảm dài lâu. Nhưng đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc cho cả hai, Kiko Chen cho hay. Trước câu hỏi, khi chia sẻ về cuộc tình đã qua này, Kiko Chen có cảm thấy điều đó đúng và công bằng với mình không? Cô trả lời, tôi nghĩ đó là một sự công bằng và cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cả hai. Vợ cả và Lê Giang mãi tố nhau, quay sang nhìn hình ảnh người vợ ba Tào Khang của Di Phương mà câm nín. Nếu không nhờ có người vợ thứ ba, chưa chắc cuộc sống của Di Phương đã ổn định được như ngày hôm nay. Những ngày vừa qua, cả làng giải trí Việt không khỏi xôn xao khi Lê Giang bất ngờ lên tiếng tố chồng cũ là nghệ sĩ Di Phương đã từng bạo hành mình trên một chương trình truyền hình. Sau chương trình phát sóng, Di Phương đã bị rất nhiều khán giả chỉ trích, cho rằng nam nghệ sĩ đã quá bạo lực với vợ của mình. Trước những ồn ào đó, Di Phương đã quyết định lên tiếng, khẳng định mình không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô kể. Vụ lùm xùm này cũng khiến cho quán ăn của nam nghệ sĩ bị khán giả xa lánh. Mãi cho đến khi Di Phương lên tiếng giải thích về chuyện quá khứ với Lê Giang thì quán mới đông khách trở lại. Với mức giá các xe đi diễn hội chợ hiện tại chưa đến 1 triệu đồng, như hiện nay thì cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ dựa hết vào quán ăn này. Trong lúc Di Phương gặp scandal với Lê Giang, người vợ thứ ba của nam nghệ sĩ vẫn hết mực tin tưởng ở bên cạnh chăm lo cho ông xã và gia đình. Được biết, người vợ thứ ba của Di Phương tên là Nguyễn Thị Thơm, ngoài 40 tuổi, quê ở Hậu Giang. Hiện tại cô đang phụ giúp nam nghệ sĩ công việc kinh doanh quán ăn.
Những hình ảnh hiếm hoi về người vợ thứ ba của Di Phương, vốn là người có cuộc sống bình dị nên cô không thích xuất hiện trước đám đông. Trong một buổi phỏng vấn với báo, Di Phương đã chia sẻ về người vợ gắn bó trong nhiều năm qua. Tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn, lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm, ví dụ hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cưu mang hai đứa con trước của tôi, Duy Phước và Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp bằng những gì tôi có. Đến với người vợ thứ ba, Duy Phương có thêm hai cậu con trai bé Út Duy Thọ, 14 tuổi và Duy Bách, 8 tuổi. Tuy cùng cha khác mẹ và cách nhau nhiều tuổi, nhưng các con của Duy Phương đều rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Ngoài Duy Phước và Lê Lộc, thì cậu con trai Duy Thọ, con chung của người vợ thứ ba, cũng xuất hiện trong bức ảnh hiếm hoi mà Duy Phương và Lê Giang chụp chung với nhau. Trước khi đến với Lê Giang và người vợ thứ ba, thì Duy Phương đã từng kết hôn lần đầu với nữ nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên, người vợ cả không thể mang thai và sinh con, nên buộc phải chấp nhận cảnh chồng chung, với tất cả đều sống dưới một mái nhà. Hải Lý từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Lối sống sai lầm, Tường vi cánh mỏng, Gió nghịch mùa, Chuyện tình mùa thu và Tình yêu còn lại. MC Hoàng Oanh và loạt sao Việt bức xúc, mắng chửi người cha bạo hành con trai ruột đến rạn sọ não. Những người nổi tiếng cũng không kìm nổi sự phẫn nộ trước vụ việc bạo hành mang rợ này. Ngày 5 tháng 12, dư luận bàng hoàng xót xa trước vụ việc cháu bé 10 tuổi bị chính bố ruột và mẹ kế bạo hành đến mức gãy xương sườn, rạn hộp sọ. Hiện tại, công an đã quyết định tạm giữ hình sự đối với bố cháu bé, nhưng điều này cũng không thể xoa dịu sự bức xúc của người dân, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ. Mới đây, MC Hoàng Oanh và loạt sao Việt cũng không kìm nén nổi sự tức giận, phẫn nộ trước vụ việc này. MC Hoàng Oanh gọi người bố là thú vật, tán tận lương tâm. Cũng là một người mẹ may da tức giận khi thấy cảnh bố ruột mẹ kế bạo hành con trai và muốn hành hạ lại cặp súc sinh này ghê gớm. Diễm Hương nghẹn ngào thương xót cho bé trai 10 tuổi và tạm thời không phải hoa hậu để chửi hai đối tượng làm cha làm mẹ trong vụ việc bạo hành vô nhân tính. Có ai xử thằng bố và con mẹ kế còn thua súc vật này không ta? Siêu mẫu Xuân Lan bức xúc bày tỏ. Bạn gái Công Lý liên tục đăng tải status chia sẻ về quan điểm của mình. Không hiểu nổi tại sao vẫn có những con thú đòi lốt người, hổ dữ không ăn thịt con mà thằng cha này lại hành hạ con nó như vậy. Vụ việc cha ruột nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi suốt 2 năm trời khiến bất cứ ai cũng phải phẫn nộ.